chào các bạn, hình ảnh bộ đôi xe VinFast Lux A2.0 và Lux SA2.0 chạy thử nước ngoài tiếp tục xuất hiện và thu hút được sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ. Trước đó thì tờ Moto.es của Tây Ban Nha cũng đăng tải loạt ảnh Lux A2.0 và Lux SA2.0 lăn bánh ở phía Nam châu Âu. Đây là lần đầu tiên hình ảnh xe VinFast chạy thử nước ngoài lộ diện kể từ thời điểm cuối tháng 3, khi lô xe đầu tiên được vận chuyển đi 14 quốc gia và 4 châu lục để kiểm thử về chất lượng và độ an toàn. Quá trình kiểm thử kéo dài liên tục từ tháng 3 đến tháng 8 năm 2019 nhằm đảm bảo mọi sản phẩm VinFast đều đạt tiêu chuẩn cao của châu Âu và thế giới trước khi chính thức bán ra thị trường. Tổng số xe mang đi thử nghiệm là 155. Thay vì kiểm tra lần lượt từng xe, trung tâm thử nghiệm tại các nước sẽ thực hiện các bài test luân phiên trên cùng lúc nhiều xe. Cách làm đồng loạt trên đảm bảo các xe VinFast trải qua hơn 100 bài test một cách kỹ càng trong thời gian ngắn nhất. Hệ thống các bài test áp dụng cho VinFast cũng là hệ thống các bài kiểm thử của các hãng xe lớn nhất thế giới, với những thiết bị kiểm tra đánh giá đạt tiêu chuẩn cao nhất toàn cầu. Vượt qua những bài kiểm tra khắt khe trên, ô tô VinFast sẽ đạt chứng nhận an toàn 5 sao ASEAN NCAP, đồng thời đáp ứng những tiêu chuẩn an toàn cao cấp của châu Âu. Sau khi quá trình thử nghiệm kết thúc, VinFast sẽ tiến hành sản xuất hàng loạt phiên bản thương mại của các mẫu xe Lux để cung cấp ra thị trường. Dự kiến những khách hàng đầu tiên đặt mua xe VinFast Lux sẽ bắt đầu nhận xe từ quý 3 năm nay.